cho rằng không hợp lý. Vì mày người mày không làm người sai, cho nên mày phải chịu ra. Vì ta suốt ngày ta phải nhắc mày rất mệt mỏi. Mỗi lần sai tao lại nghĩ rằng tại sao tao không làm nội quy từ sớm hơn để bây giờ có ổi ăn, đúng không, có hồng sấy để ăn. Mình phải tạo một cái quỹ để có những thứ này mà. Nếu như đã đọc rõ rồi, điều 4 các cá nhân vi phạm cố tình không được phạt thì sẽ bị cưỡng chế. Thế thôi, không nói nhỏ. Sẽ bị hấp dương để chị Hồng Anh. Đúng, hấp dương. Tiền mất mình phải. Đây là chân dung cá nhân suốt ngày vi phạm. Tiền mất nhưng mà trả giá được sự sung sướng. Tạo sướng lắm. Tạo sẽ được phạt.